Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. từ Business Insider Mỹ đưa tin, một video mới từ phản ứng của Đài Loan Trung Quốc đối với các cuộc tập trận quân sự của Bắc Kinh trong tuần này cho thấy một máy bay chiến đấu J-15 cất cánh từ tàu sân bay của Trung Quốc đã xuất hiện trong kinh ngắm bắn tỉa trên một tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất. Theo thông tin từ lực lượng phòng vệ Đài Loan, cuộc tập trận của Bắc Kinh được gọi là Liên hợp Lợi Kiếm 2024B đã chứng kiến số lượng máy bay Trung Quốc bay quanh đảo Đài Loan đạt mức kỷ lục. Đơn vị thông tấn quân sự Đài Loan, một bộ phận của lực lượng phòng vệ trên đảo mới đây đã công bố video. Trong video này, một tiêm kích F16 của Đài Loan đã sử dụng hệ thống kinh ngắm bắn tỉa của mình để theo dõi một chiếc J15 của Trung Quốc, có lẽ là cất cánh từ tàu sân bay tham gia vào các cuộc tập trận của Bắc Kinh. Hệ thống kính ngắm bắn tỉa tiên tiến Sniper Advanced Targeting Pod trên tiêm kích F-16 do hãng Lockheed Martin Mỹ phát triển là một thiết bị cho phép máy bay phát hiện và theo dõi mục tiêu. Lockheed Martin mô tả hệ thống kính ngắm bắn tỉa này là một hệ thống nhẹ cân có khả năng giải quyết các nhiệm vụ nhắm mục tiêu chính xác và tình báo, giám sát và trinh sát thách thức nhất. Trong video, F-16 đã khóa chặt J-15 trong tầm ngắm khi chiếc máy bay Trung Quốc bay trên bầu trời. J-15 thế hệ thứ tư là máy bay chiến đấu đa năng có nguồn gốc từ mẫu tiêm kích Su-33 của Nga, hoạt động như một máy bay trên tàu sân bay. Trung Quốc đang nghiên cứu mẫu máy bay thế hệ tiếp theo, nhưng hiện tại Xinyang J-15 là máy bay chiến đấu chính cho các phi đội trên tàu sân bay của Trung Quốc. Trong bản cập nhật hàng ngày về hoạt động quân sự của Trung Quốc quanh Đài Loan hôm 15 tháng 10, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan nói đã phát hiện 153 máy bay quân sự, vượt qua con số trước đó là 125 máy bay một ngày một bản đồ do cơ quan phòng vệ Đài Loan công bố cho thấy, 28 trong số những máy bay trên đã vượt qua đường trung tuyến nhạy cảm trên eo biển Đài Loan. Những khu vực khác đã ghi nhận hoạt động của máy bay quân sự Trung Quốc là vùng biển gần bờ biển phía đông nam, nơi có một căn cứ không quân lớn của Đài Loan và ở phía tây nam, tại phần trên cùng của biển Đông, nơi có quần đảo Đông Sa do Đài Loan kiểm soát. Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết thêm là đã phát hiện 14 tàu hải quân Trung Quốc và 12 tàu thuộc lực lượng hải cảnh và những lực lượng tương tự của Trung Quốc. Vừa qua, theo một bản tin của CCTV, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói quan hệ đối tác giữa Trung Quốc và Mỹ là cơ hội để hai nước hỗ trợ thay vì là rào cản cho sự phát triển của nhau. Ông Tập Cận Bình phát biểu trong một lá thư gửi đến bữa tiệc trao giải thường niên năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về quan hệ Mỹ-Trung Quốc. Trung Quốc sẵn sàng trở thành đối tác và bạn bè với Mỹ, điều này không chỉ có lợi cho hai nước mà còn cho cả thế giới. Theo bức thư, ông Tập Cận Bình chỉ ra rằng quan hệ Trung Quốc-Mỹ là một trong những mối quan hệ song phương quan trọng nhất trên thế giới, có ảnh hưởng đến tương lai và vận mệnh của nhân loại. Hai nước thời gian qua đã bất đồng quan điểm về các vấn đề an ninh quốc gia, các cuộc tranh chấp thương mại đang diễn ra, cũng như các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông và các cuộc tập trận quân sự gia tăng xung quanh Đài Loan. Quan hệ thương mại Mỹ-Trung trở nên tồi tệ trong năm qua, tập trung vào các vấn đề bao gồm các hạn chế đối với xe điện và chất bán dẫn tiền tiến, ông Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc luôn quản lý quan hệ Trung Quốc, Mỹ theo các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, cùng tồn tại hòa bình và hợp tác cùng có lợi, và luôn tin rằng thành công của Trung Quốc và Mỹ là cơ hội cho nhau. Hồi tháng 1, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã từng gửi thư cho một người bạn ở Mỹ, bà Sarah Lande ở bang Iowa, với nội dung Trung Quốc là quốc gia đang phát triển, còn Mỹ là quốc gia phát triển lớn nhất trên thế giới tương lai và vận mệnh của hành tinh này đòi hỏi mối quan hệ Trung Mỹ phải ổn định hơn, tốt đẹp hơn. Vào năm 2012, ông tập gặp bà Lande tại quê hương Muscatine của bà và gặp một lần nữa ở San Francisco vào tháng 11 năm 2023, khi bà Lande dự bữa tối cùng nhà lãnh đạo Trung Quốc. Cũng trong bức thư gửi vào năm 2022, ông tập nhắn gửi bà Lande và nhóm những người bạn cũ ở Iowa rằng Hãy tiếp tục xem mầm tình bạn và có những đóng góp mới cho tình hữu nghị giữa nhân dân Trung Quốc và Mỹ. Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản mới đây đã công bố thành lập một nhóm đa quốc gia mới để giám sát việc thực thi lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên. Cơ chế này có tên là nhóm giám sát lệnh trừng phạt đa phương, được đề xuất thành lập sau khi Nga hồi tháng 3 từ chối gia hạn hàng năm cho một nhóm chuyên gia của Liên hợp quốc chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện các lệnh trừng phạt nhằm kiềm chế các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên trong 15 năm qua. Ngoài ra, Trung Quốc đã bỏ phiếu trắng. Chính quyền Hàn Quốc cho biết nhóm này sẽ tiếp tục thực hiện công việc của nhóm giám sát Liên Hợp Quốc, bao gồm việc ban hành các báo cáo thường kỳ về việc thực thi lệnh trừng phạt và sẽ có sự tham gia của 8 quốc gia khác, bao gồm Anh, Pháp và Đức. Việc ra bắt nhóm giám sát mới đã được công bố tại một cuộc họp báo chung tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc, với sự tham gia của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell, Thứ trưởng ngoại giao Hàn Quốc Kim Hong-kyun và thứ trưởng ngoại giao Nhật Bản Masataka Okano cùng với đại sứ của 8 quốc gia khác. Thứ trưởng ngoại giao Hàn Quốc Kim Hong-kyun phát biểu tại cuộc họp báo nhấn mạnh, nhiều cuộc thảo luận về cách xây dựng một hệ thống giám sát hiệu quả có thể thay thế cho nhóm của Liên hợp quốc thì các trường hợp của Triều Tiên vi phạm lệnh trừng phạt vẫn tiếp tục xảy ra. Do đó ông khẳng định không nên trì hoãn việc lấp đầy khoảng trống trong việc giám sát. Trước đó, hoạt động giám sát của ban chuyên gia Liên hợp quốc về việc thực hiện các biện pháp trừng phạt Triều Tiên đã kết thúc vào cuối tháng 4. Việc Nga sử dụng quyền phủ quyết sẽ không làm mất những biện pháp trừng phạt, nhưng sẽ khiến nhóm giám sát không thể tiếp tục công việc theo dõi xem có hành vi nào vi phạm hay không. Triều Tiên chịu nhiều biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc từ năm 2006 vì chương trình phát triển hạt nhân. Từ năm 2019, Nga và Trung Quốc cố gắng thuyết phục Hội đồng Bảo an nới lỏng trừng phạt Triều Tiên hiện không có thời hạn nào đặt ra cho việc áp dụng các lệnh này. Theo John hấp, sau khi Triều Tiên cho nổ hai tuyến đường Gyeong Gui và Đông Hà ở khu phi quân sự DMZ gần đây, Rodong Simun, tờ báo của Đảng Lao động Triều Tiên, đã không đăng tải bất cứ thông tin nào liên quan đến vụ việc. Cho đến sáng ngày 16 tháng 10, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA cũng không đăng tải bất cứ tuyên bố liên quan nào. Dù trước đó, KCNA thường đăng thông tin về các sự kiện quan trọng ở Triều Tiên vào sáng sớm ngày hôm sau. Sự im lặng trên được coi là khác thường, trái ngược với sự kiện Triều Tiên phá hủy văn phòng liên lạc chung tại thành phố Kaesong bên phía Triều Tiên vào tháng 6 năm 2020. Một giáo sư đại học ở KO ở Nhật Bản nói việc Triều Tiên cho nổ hai tuyến đường liên triều là một động thái mang tính biểu tượng, chính thức chấm dứt các chính sách hòa giải với Hàn Quốc tuy nhiên ngay sau đó kcna đã chính thức lên tiếng về việc bình nhưỡng cho nổ tung các đoạn đường bộ đường sắt nối với hàn quốc hồi đầu tuần trong lần đầu tiên đề cập đến những nội dung được đưa vào bản sửa đổi luật cơ bản gần đây của triều tiên hãng thông tấn kcna cũng cho biết hiến pháp triều tiên xác định rõ ràng hàn quốc là một quốc gia thù địch hãng thông tấn kcna cho biết đây là biện pháp hợp pháp và tất yếu được thực hiện phù hợp với yêu cầu của hiến pháp triều tiên trong đó xác định rõ ràng hàn quốc là một quốc gia thù địch và do tình hình an ninh nghiêm trọng dẫn đến bờ vực xung đột khó lường bởi các hành động khiêu khích chính trị và quân sự nghiêm trọng của các thế lực thù địch theo kcna các tuyến đường bộ đường sắt nối triều tiên và hàn quốc hiện giờ đã bị chặn hoàn toàn ngoài ra phía triều tiên cũng đang cài mìn và lắp thêm hàng rào dọc biên giới hàn quốc phát hiện triều tiên đã huy động các thiết bị hạng nặng cho hoạt động trên Hai tuyến đường liên triều Gimhui và Đông Hà là di sản của các giai đoạn sức lại gần nhau giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, bao gồm hội nghị thượng đỉnh liên triều vào năm 2018. Theo tròn hấp, Hàn Quốc trong những năm qua đã chi khoảng 180 tỷ won, 132 triệu đô la để xây dựng lại hai tuyến đường liên triều này. Ngày 16 tháng 10, Israel thông báo tổng cộng 50 xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo đã vào giải Gaza. Động thái diễn ra sau khi Mỹ, đồng minh quan trọng nhất của Tel Aviv cảnh báo sẽ dừng viện trợ quân sự nếu Israel không tăng cường đưa hàng viện trợ nhân đạo vào Gaza. Cơ quan điều phối hoạt động của chính phủ Israel tại các vùng lãnh thổ Palestine, Kogat, cho biết hàng viện trợ nhân đạo đã được chuyển từ Jordani qua cầu Allenby và vào Gaza qua cửa khẩu Western Eres, một lối đi giữa Israel và miền Bắc Gaza, đã được mở vào tháng 5 để phục vụ công tác này. Các xe hàng viện trợ nêu trên chở thực phẩm, nước, vật tư y tế và thiết bị trú ẩn COGAT cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa hàng viện trợ nhân đạo vào Gaza. Tuy nhiên, cách đây ít hôm, người phát ngôn của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF James Elder cho biết khả năng tiếp cận viện trợ đang ngày càng tồi tệ, mặc dù nhu cầu tăng lượng viện trợ vào Gaza trở nên cấp thiết. Tháng 8 là tháng ghi nhận lượng viện trợ nhân đạo đến giải Gaza thấp nhất so với bất kỳ tháng nào kể từ khi xung đột giữa Hamas và Israel nổ ra tháng 10 năm 2023 thậm chí có một số ngày không có xe tải thương mại nào được phép vào vùng đất bị chiếm đóng này của người Palestine. Theo ông Elder, đầu năm nay, cộng đồng quốc tế thúc đẩy mở các tuyến vận chuyển cũng như điểm tiếp cận mới, giữa lúc Liên Hợp Quốc cảnh báo có thể tuyên bố nạn đói tại Gaza. Tuy nhiên, xu hướng này hiện bị đảo ngược. Kể từ tháng 5 vừa qua, nhiều cửa khẩu đã bị chặn. Ông Elder nhấn mạnh, Gaza hiện là vùng đất về cơ bản không thể tồn tại do thiếu hàng viện trợ cùng với các cuộc không kích liên tiếp và khoảng 85% lãnh thổ bị áp đặt lệnh sơ tán. Liên quan đến vấn đề trên, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã gửi thư cho chính quyền Israel, trong đó yêu cầu Tel Aviv triển khai các biện pháp khẩn cấp để cải thiện tình hình nhân đạo ở Gaza nhằm tránh khỏi hành động pháp lý liên quan đến viện trợ quân sự của Mỹ. Trang Axios cho biết trong bức thư đề ngày 13 tháng 10, hai vị bộ trưởng bày tỏ mối quan ngại sâu sắc của chính phủ mỹ trước tình hình nhân đạo đang xấu đi ở gaza và kêu gọi israel triển khai những hành động khẩn cấp và bền vững trong tháng này để cải thiện tình hình